Xin chào, chúng tôi đến từ chương trình Biến đổi khí hậu và phát triển. Welcome to MC City. MC City means mind for creating career and development. The best opportunity for all of you. My name is Kazuyuki Kita. Climate change is most critical issues in the world. Let's study with us. Join MCCD for sustainable future. MCC là tương lai của các bạn. Yes. MCCD is study about climate change issue, not in only in the Vietnam, but also the Mekong region and global issue. We teaching styles not only for the lecture. Our students usually join international workshop. Every month we have an international meeting or workshop or forum. So you have many opportunities to join international environment. And we also plan many field work such as in coastal area, mountainous area and city area to observe the climate change. Biến đổi khí hậu là một vấn đề mình cá nhân mình cảm thấy rằng là rất là bức thiết trong cái giai đoạn hiện nay, và mình quá trình mà nghiên cứu rồi làm việc với các nhóm yếu thế thì mình nhận ra rằng là con người vừa là nạn nhân của biến đổi khí hậu nhưng cũng lại là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Vì thế là mình kỳ vọng rằng là khi mà mình tham gia cái chương trình biến đổi khí hậu của NCD ở VU, mình sẽ có những cái kiến thức tốt hơn. Mình rất là thích về cái văn hóa Nhật cũng như là các kỹ năng sống của người Nhật, cho nên ngay khi hay tin được cái trình đào tạo của VGCU thì mình lập tức đăng ký và tham gia khóa học này. It is the best studying environment for all students, that you have a chance to develop yourself and you have all the opportunity support from lecture, from friends. If you care about environment, if you care about climate change, just come here. Các bạn, tôi tên là Nguyễn Văn Quang, hiện là tôi là giảng viên chương trình thạc sĩ biến đổi khí hậu phát triển của Đại học Việt Nhật. Sau đây tôi xin được chia sẻ và trả lời các câu hỏi liên quan đến chương trình thạc sĩ biến đổi khí hậu phát triển. Câu thứ nhất về yêu cầu đầu vào, thì tiếng Anh của em chưa tốt lắm, với trình độ nào thì em có thể học theo học được vì chương trình đào tạo bằng tiếng Anh được không ạ? Để trả lời câu hỏi này thì tôi có chuẩn bị slide nói về cái năng lực tiếng Anh. Thì tại thời điểm nhập học thì cái yêu cầu trình độ là 3.6, tương đương với IELTS là 4.0 đến 4.5, nếu không năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng tại Việt Nam hoặc tương đương. Thì sau khi các bạn sau khi các học viên kết thúc năm học thứ nhất thì yêu cầu trình độ là 4.6, tương đương với IELTS là từ 5.0 đến 5.5. Sang câu hỏi thứ hai là đối tượng nào có thể phù hợp để học MCCD ạ? Yêu cầu đầu vào thì tốt nghiệp đại học với điểm trung bình trung học tập là lớn hơn bằng 2.5 trên 4 GPA về một trong những ngành nhóm ngành được nêu trong khung chương trình đào tạo. Về kinh nghiệm làm việc thì không yêu cầu kinh nghiệm đối với các ứng viên tốt nghiệp loại khá trở lên bậc cử nhân, và yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc đối với các ứng viên tốt nghiệp dưới loại khá bậc cử nhân. Trung bình chung học tập từ 2.5 đến 2.8 GPA. Thì đặc điểm ở chương trình MCC là chương trình liên ngành. Do vậy mà MCCD cũng tuyển dụng các bạn từ các cái tốt nghiệp cử nhân với các ngành về xã hội, ngành về tự nhiên và bao kể cả ngành về kỹ thuật. Câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp, cơ hội nghề nghiệp. Thì em mong muốn được làm việc cho các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, các nước châu Á hoặc MCCD có phải là một lựa chọn tốt cho định hướng của em hay không? Thì tôi sẽ trả lời là có. Cụ thể trong cái slide này thì tôi có tóm tắt lại một số các cái cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp chương trình MCCD. Thì các bạn có thể làm là startup liên quan đến các cái kinh doanh về biến đổi khí hậu, hoặc làm là giảng viên, hoặc là nghiên cứu tại các cái
trường đại học trong nước và quốc tế, các cái viện nghiên cứu. Thì các bạn cũng có thể làm là quản lý, nhà kế hoạch để chính sách hoặc nhà đưa ra hỗ trợ quyết định trong các cái tổ chức và chính phủ, hoặc có thể làm là chuyên gia tư vấn hoặc là chuyên viên tại các cái tổ chức về phi chính phủ hoặc là tổ chức quốc tế, đặc biệt là các cái ngành liên quan đến phát triển sinh kế và cộng đồng. Có thể làm các nghiên cứu hoặc nhà quản lý tại một quốc gia, tại khu dự trữ, rồi các khu du lịch hoặc là khu bảo tồn. Và làm các cái nhân viên tại các công ty về công nghệ, quản lý hỗ trợ các cái lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu. Thì đặc thù của cái ngành về biến đổi khí hậu là nó mang tính liên ngành, do vậy mà công việc của các cái cơ hội công việc của cái ngành này nó cũng khá là đa dạng. Về các câu hỏi liên quan đến nội dung đào tạo thì học viên MCCD của VCU có được đi thực địa nhiều không ạ? Thì xin trả lời là có. Thì đây là cái tóm tắt về các cái hoạt động về ngoại khóa và thực tập của các bạn học viên. Thì chương trình MCCD có mời các cái chuyên gia đặc biệt đến từ các cái tổ chức ví dụ như là Ngân hàng Phát triển Châu Á và các cái viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, Nhật Bản để chia sẻ các kinh nghiệm cũng như là các cái nghiên cứu đối với lĩnh vực về biến đổi khí hậu. Và các bạn có cơ hội được tham gia các chuyến đi khảo sát thực tế và chuyến đi thực địa tại như là khu vực miền Nam như đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc khu vực miền Trung như là Huế, Đà Nẵng, Hội An, miền Bắc như các tỉnh Tây Bắc. Rồi vào cuối tháng 10 đến các bạn sẽ hàng năm các bạn các cái học viên cũng được đi thực tập tại Nhật Bản dưới sự đại thọ của tổ chức JICA. Thì các bạn có cơ hội được làm việc với các giáo viên hướng dẫn, các giáo sư tại Đại học Ibaraki và được tham quan các cái viện nghiên cứu hàng đầu của Nhật và các cái trung tâm ứng dụng. Thì các bạn cũng có cơ hội được tham dự các cái hội thảo trong nước và quốc tế để trình bày các nghiên cứu của mình. Đây là một số hình ảnh trong lớp học và các học viên đang trao đổi với các giảng viên và bao gồm cả sinh viên quốc tế, cũng rất là sôi nổi và thú vị. Thì slide này là có là cái hình ảnh các cái học viên được tham quan các cái phòng nghiên cứu cũng như là được các giảng viên hướng dẫn về sử dụng các cái công nghệ hiện đại. Đây là một số hình ảnh mà các cái học viên chụp các cái giảng viên đặc biệt được mời từ các cái tổ chức tại Việt Nam và Nhật Bản đến trình bày về các kinh nghiệm cũng như là các cái nghiên cứu mới. Đây là một số cái hình ảnh về chuyến thực tập tại vườn quốc gia Xuân Thủy của các học viên chương trình MCCD. Đây là cái hình ảnh khác liên quan đến hoạt động về thực tập chung với các sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam. Thì các bạn đây là các cái hình ảnh về trao đổi văn hóa của các học viên tham gia thực tập tại Nhật Bản. Đây là một số cái hình về hội thảo quốc tế. Thì các bạn khi học ở MCCD thì các bạn có cơ hội được tham gia các hội thảo quốc tế để trình bày các cái nghiên cứu của mình tại các hội thảo quốc tế, nên có nhiều chuyên gia giỏi trong của Nhật Bản và các chuyên gia quốc tế khác.